đó là người tu sĩ mà đi làm cơm chay mà người ta đi qua mà không cúng thì còn nói cho mình đứng thử xem có cúng không. Thế hôm qua đánh nỡ 4 suất cơm của quý thầy này, nhận rồi nhưng mà sáng ra không nấu nên cũng bảo có điện lại nhưng mà không người nhắn tin nào, điện co của. Cái lúc hôm qua quý thầy về ở nhà ăn đồ cũ, ăn sống rau củ quả. Vậy thì sao điện có thể thấy dặn nấu, bảo đi, bảo đi ra, không phải dặn nấu thì đi ra luôn thì ý. Nhưng mà mấy chú ấy bảo thôi chú còn để có đồ của thầy đi khất thực sáng ấy còn thừa đi, nó không bao nhiêu á. Thế vậy bữa nay đi nhiều chút bánh kia cũng thế, bánh tét đi chợ không đồng mang về là ăn thôi, cũng không sao, cũng vừa mà. Ôi thầy cứ lấy đủ, thầy đừng có lấy nhiều, nay chú con ra tùy hỷ khất thực thôi, không lâu quá nó không ra. Đằng nào trước mấy tháng trước còn cô còn nợ tiền của nhóm đấy, chuyển cả tháng đấy, chuyển trước mà không ăn. Nó gần có đây là nó lấy ăn còn không hả? Con này là nó xuất bát không? Vào đây xuất bát luôn. Đến từ ngày ấy con xin cho bao nhiêu nước của thầy tổ đấy, mỗi lần xe ô tô chở không nào. Đến thì kêu cô đem vô thôi, xa mà. Thôi xa thì chưa đến 2 cây số ấy thầy, kia 1,5 cây rồi, ra có 500 mét nữa. Hơn á? Không, hai con tính ra đèn xanh đèn đỏ có 2 cây, hơn 2 cây tí. Hôm nay đi từ núi cũng định vậy rồi, đi từ núi ra đó là 2 cây mấy. Ừ. Hôm nọ là đứng lên đây, cái chú định vị ở đây này. Con cứ đi, ngày đi giờ là 5 cây á. À. Con đi cứ đi, ngày nào cũng đi 5 cây nữa. Ờ, vậy là tốt rồi, khỏe lắm thầy. Chúng con về đi có hơn 3 cây. Hai chú kia chú ấy ngại đi, chứ con bảo cứ ra phố cất thực ăn này. Thầy đã ra khỏi vật xanh đèn đỏ đâu, đầy chỗ cứ đi đường tự co này, nhưng mà cái ngại chưa có giấy tờ của giáo hội xuất ra, nhưng mà chưa giấy tờ giáo hội. Mấy ông này ông đổ tức cái gì mà dở quá, thời buổi sống theo thời chứ mình đừng nghĩ là thực Phật, mình ăn theo thời, ở theo thời. Thời Phật đó, không cần giấy. Thời bây giờ là ta cần giấy. Không giấy là nó nói rầm rầm ngay. Mình làm gì nó hợp pháp đúng không? Mình sống phải sống đúng thời, đúng lúc. Với nhà nước ấy, người ta đã cho an ninh, đó, cho ban tôn giáo nó quản lý rồi thì cho giáo hội Phật giáo Việt Nam mình tu theo hạnh đấy thì mình phải chấp hành cho họ chứ này. Mình phải sống đúng thời, đừng có kiểu mà sống theo kiểu của mình. Đó, ông Việt Ngã, bước bệnh mà nó quản nè. Ông Việt Ngã về đây ông nói là không phải đi giáo hội cho việc xin cái giấy xuất gia ở chùa đóng cái dấu chuyện mà là đi tiểu nam bước gọi là thầy đi 2 tháng với ông Việt Ngã sẽ tâm thì thầy quá biết về ông rồi, sống trong tưởng về đây để xui chư tăng đừng đi thọ giới đàn, mà thọ giới đàn này Đồng Nai họ có thu tiền cho họ còn cho tặng tiền thêm. Vậy nên khó. Khi mình sống ở địa phương nào cũng vậy, nhà nước người ta quản lý an ninh trật tự xã hội. Về đây mấy lần rồi, hình như 2-3 lần này đó. Chứ 2 lần, 3 lần. Để cho con hiểu mà biết được đấy. Rồi anh tu có rời giữ giới rồi, nhưng anh vào tưởng rồi thì anh vẫn bị tưởng ức chế là tưởng rồi là sửa lại khó lắm. Đấy, cứ từ từ tà tà sống theo hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng cả với chính quyền địa phương cũng vậy, hay mọi người cũng vậy thì nó đỡ. Và à, vậy thì mình đừng có mặc áo vàng người ta nữa, ừ. Đúng không? Trong khi mình cứ giảng nhân quả cho Phật tử mà mình sống ngược lại nhân quả, mình nói vậy mà tất nhiên mà cũng không nghe, bướng thì người bướng là nó bướng à, người học đạo mà bướng bệnh thì học cái gì, phải không? Đừng là khéo nâu cái áo vàng là với Phật giáo Việt Nam này nó hay dùng ấy, thì bây giờ mình muốn tu theo hạnh riêng của ông Phật thì có biết ông Phật ngày xưa ông mặc áo gì đâu, thì tốt nhất là mặc áo đời thường thì... là quần áo bình thường ấy, đừng quấn theo hành của y nữa thì đi xin cho họ ăn cho ăn đâu.
sao được? Ông đang nói ông về ông diệt ngã thời tâm ấy, ông bảo là không có Phật thuyết gì cả mà ông tu theo hạnh đức thầy là tái sinh không còn. Thế Phật dạy nhưng mà lại tư theo cái phái riêng. Mà vậy á, mà cứ nói là Phật, mình đi theo Phật thì thấy đúng hạnh của Phật. Đúng rồi. Còn mấy cái ông đó, mấy ông là Phật đâu? Tự xưng dỗ mực xưng nói ra thế này thế kia. Bài chuyện con bởi vì con bây giờ con kinh nghiệm rồi, không có nghe ông nào hết á, chỉ nghe ông Phật. Bởi vì cứ nghiên kính, cứ nghe kinh đi ra da mà tu. Còn ngoài ra những cái gì, những cái vị đó thì mình học cái kinh nghiệm của họ thôi. Cũng phải học, học những cái mà hay của họ thì học. Con đâu phải là mình bắt buộc mình theo một cái rập khuôn họ đâu. Mình phải theo ông Phật. Ông Phật là chuẩn nhất, không có ai bằng Phật hết. Ông nói cái gì mà có cái kinh kinh bây giờ, kinh của Phật giờ còn là kinh Nikaya. Nó có nhiều Phật sống, nếu mà ai nghiên cứu kỹ thấy như vậy thì mới nghe đó là tu. Tại vì con từng theo mấy ông đó rồi, thấy cuối cùng mấy ông nó tào lao mà bỏ hết. Hai tháng đi khất thực với nhau là thầy đã đủ hiểu rồi. Một ngày đi đã biết thì chưa nói hai tháng đi xin với nhau ăn ở đường là biết quá biết thấy. Đi á, còn đi xin á, đi khất thực á, không phải đi khất thực nhà mình đâu. Đi yêu duyên người ta, ra muốn cái gì là tái sinh người ta. À, muốn ăn cái gì sẽ xin. Muốn thích cái gì là xin. Ô, vậy thì chết, chết rồi, vậy là sai rồi. Đâu có đúng cái... Mình đi nhẹ nhẹ thàng thằng bằng họ cúng thì họ gọi lại chứ. Chúng con sang Cần Giờ cái vậy, họ chạy theo đầm rầm. Thì khi mình không nhận tiền rồi thì tự nhiên người ta đến. Chứ còn mình đấy là muốn ý, ý thích đi, ăn. Mình nghĩ là mình đi một chút mình ăn có một buổi mình ăn vô đó đủ. Mình đi chi cho nhiều phải không? Vâng. Mình xin người ta. Đi chút mình cũng không người này cho, không người kia cho. Trừ khi mình muốn giao duyên nhà đó mình đó mình đứng. Vâng. Cho người ta phát tâm. Nhiều khi có những vị ha, con đi quay lại không có không cúng nha, nhưng mà con đứng lại người ta mới cúng. Mà khi người ta cúng được người ta cúng hoài luôn. Người ta phát tâm được cái tâm của ta, mình phải tạo điều kiện cho họ. Chứ không phải là mình thấy mình xin ta. À, cái chỗ quán Ngọc Hiền, sư cô Ngọc Hiền, thầy cũng đã thử đứng đi. Thử rồi mà không cúng. Không, không cúng đúng không? Đấy, sư cô núi Phú Mỹ, Vạn Hạnh. Không thấy rõ ràng sư cô đàng hoàng mà. Sư cô, chú cô. Ừ. Ô, hôm rồi điện đòi sư cô đúng sư cô mà. Có vẻ cái tâm sự của cái người tỳ kheo đi khất thực đấy, thầy đi đấy. Thầy trước là máy xe cho cái hệ thống thầy Thích Thanh Từ ở Thường Chiếu, tu gần chục năm rồi. Bây giờ là về đây là học theo cái hạnh của khất sĩ, nhưng mà khất sĩ là khất sĩ của cái đạo đức, khất sĩ không giữ tiền, khất sĩ ăn ngày một bữa đi xin ăn. Thầy nói là sự thật là như vậy, khó vậy không dễ đâu. Nên là cuộc đời con người là gặt cấy sáng gặt ngày, có nghĩa là mình đi đâu có duyên mình ăn, không thì thôi. Đấy, khó vậy. Nên thầy, ôi thầy đi ạ, mô Phật con chào thầy.